đừng có bao giờ gian tham trộm cướp, đừng lẫn bờ lẫn dầu, đừng lẫn đường lẫn xã, ai cũng có của riêng mình, đừng bao giờ tham đọc. Dự còn nhân cách của con người Phật tử chân chẳng, tham nhiều hối lộ nằm trong tội trộm cắp, trộm sâu lầu thuế nằm trong tội trộm cắp, buôn gian bản lần nằm trong tội trộm cắp. Giới thứ hai ba không được tà dâm. Một vợ một chồng thì hạnh phúc trọn vẹn, ông ấy cha bà ông em thì tám vợ hạnh phúc gia đình. Vậy muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình thì phải chung thủy vợ chồng với nhau, làm gương tốt cho con cái. Chẳng gì cần được cuộc đời vì không giữ giới tà hành, nên ông ăn cha bà ăn em rủ nhau ra tòa ghen tương tà đặc biệt vào mặt nhau, lấy lam rạch mặt nhau, rủ nhau ra tòa con theo mẹ mất cha, theo cha mất mẹ. Chúng có bồi tình gì mà làm cho chúng bơ vơ lạc lọc về cuộc đời? Đó là những đôi vợ chồng bất nhân, bất thiện, bất thủy, bất trung. Người Phật tử phải thủy chung, đứng đạt, đàng hoàng. Đó là giới thứ ba. Giới thứ tư không loại nào, không trồng sóc nhòn hai đầu, gà nhòn hai lưỡi, không đâm thì thấp, phập thì gạo, có nói không, không nói khó. Nếu tổ tiên chúng ta dạy, lời nói không mất tiền mua lừa lời, mà nói cho vừa lòng nhau. Người Phật tử phải nói lời đoàn kết, nói lời yêu thương, nói lời dịu dàng, nói lời thanh thản, gọi là hải ngược. Giới thứ năm không say sưa nghiện ngập, không rượu chè bé trẻ, không dùng các chất độc hại như ma túy, không xem phim ảnh sách báo đồi trụy đầu độc thể xác và tinh thần. Người Phật tử thọ trì năm giới phẩm này thì giữ tròn nhân cách làm người. Về tương ứng hãy thành tâm hướng đến Tam Bảo, toàn thể các Phật tử thay mặt chương linh để nói theo thầy để thọ trì năm giới cấm. Đệ tử chúng con, đệ tử chúng con đã quy Tam Bảo, đã quy Tam Bảo, bây giờ xin thọ trì năm giới cấm. Bây giờ xin thọ trì năm giới cấm. Giới thứ nhất, giới thứ nhất như như Phật, suốt đời không giết hại chúng sanh, suốt đời không giết hại chúng sanh. Chúng con nguyện suốt đời không giết hại chúng sanh, chúng con nguyện suốt đời không giết hại chúng sanh. Giới thứ hai, giới thứ hai chúng con nguyện suốt đời không gian tham trộm cướp, chúng con nguyện suốt đời không gian tham trộm cướp. Giới thứ ba, giới thứ ba chúng con nguyện suốt đời không tà hành, chúng con nguyện suốt đời không tà hành. Giới thứ tư, giới thứ tư chúng con nguyện suốt đời không loại ảo, chúng con nguyện suốt đời không loại ảo. Giới thứ năm, giới thứ năm chúng con nguyện suốt đời không say sưa, chúng con nguyện suốt đời không say sưa, không dùng các chất độc hại, không dùng các chất độc hại như ma túy, như ma túy, không xem phim ảnh sách báo đồi trụy, không xem phim ảnh sách báo đồi trụy đầu độc thể xác và tinh thần, đầu độc thể xác và tinh thần. Nguyện xin Ta Bảo, nguyện xin Ta Bảo từ bi chứng minh, từ bi chứng minh gia hộ cho chúng con, gia hộ cho chúng con giới thề được tròn đầy, giới thề được tròn đầy. Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Thượng Trụ Tam Bảo Bát Đại Chứng Minh, Bát Đại Chứng Minh. Này chương linh mô Phật, như vậy thầy hướng dẫn chương linh quy Tam Bảo và thọ trì năm giới cấm. Bây giờ chương linh đã trở thành người Phật tử chân chẳng. Thầy thay mặt chư tôn đức để truyền trao tam phù tình giới cho chư tôn linh. Đây là việc phước báo mà chư tôn linh đã có ở trong đàn tràng này. Chư tôn linh hãy thành tâm để thọ trì tam phù tình giới từng bước để mà bước lên quả vị giải thoát. Tam phù tình giới là ba đại cư giới. Chư Phật nhờ thọ trì ba đại cư giới này mà thành Phật. Chứng tổ
cũng nhờ bò trì phá đại thừa giới này mà thành tựu. Các bậc hạnh nhân cũng bò trì phá đại thừa giới này mà trở thành các bậc hạnh nhân. Chư Lâu Tinh từng bước cắn bạc tam quy và nguồn giới, bây giờ bước thêm một bước nữa, Chư Lâu Tinh thọ trì tam phù tiền giới này. Giới thứ nhất, Chư Lâu Tinh hãy thành tâm mà thọ, là nguyện thọ tất cả các điều ác, lời nói ác thì diệt trừ, ý nghĩ ác thì diệt trừ, hành động ác thì diệt trừ, tham sân si bị diệt trừ, thân làm điều ác thân đừng làm, miệng nói điều ác miệng đừng nói, ý nghĩ điều ác ý đừng nghĩ, tức là đình chỉ tất cả mọi điều ác. Đó là giới thứ nhất, nguyện suốt đời đời này và muôn ngàn đời sau đừng bao giờ tạo thêm ác nghiệp, diệt trừ điều ác. Để như xua đi bóng tối, mùa xua đi bóng tối thì cần có ánh sáng, gió đỏ nhìn có ánh sáng mình diệt trừ bóng tối mà thôi. Vì vậy chưa nên phải thọ cụ trình giới thứ hai là nguyện làm tất cả các việc làm, phải nói điều lành, phải nghĩ điều lành, phải làm việc lành. Bỏ ác làm lành là căn bản để xây dựng nhân cách làm người, bỏ ác làm lành là căn bản để xây dựng gia đình hạnh phúc, bỏ ác làm lành là căn bản để xây dựng xã hội an vui, bỏ ác làm lành là căn bản để xây dựng quốc gia hưng thịnh, bỏ ác làm lành là căn bản để xây dựng một thế giới hòa bình. Một thế giới hòa bình, tất cả mọi người trên thế giới, nhất là các nhà lãnh đạo các nước trên thế giới bỏ ác làm lành thì nhất định thế giới hòa bình. Sợ gì một thế giới chiến tranh điên loạn là tại vì các nhà lãnh đạo trên thế giới không chịu bỏ ác làm lành, họ tạo nhiều ác nghiệp, họ thành lập quân đội cơ mạnh để lấn bờ lấn cõi của các nước diệt tiêu. Các nước diệt tiêu phải bảo vệ quê hương và giải quyết chiến tranh. Khi chiến tranh xảy ra thì nhà cháy người chết, đầu rơi máu chảy. Muốn hòa bình thì các nhà lãnh đạo phải bỏ ác làm lành. Không cần hội nghị bằng tròn bằng vuông, không cần hội nghị gì hết. Chỉ cần bỏ ác làm lành theo lời của Bác dạy thì thế giới hòa bình. Một quốc gia vua quan lê thứ cán bộ nhân dân, mọi người trong quốc gia nỗ lực bỏ ác làm lành thì quốc gia tương thịnh. Vua chẳng ra vua, dân chẳng ra dân, cán bộ chẳng ra cán bộ thì chức quả quốc gia suy vong. Muốn quốc gia tương thịnh thì mọi người phải bỏ ác làm lành. Và trong một xã hội ai có nguyện bỏ ác làm lành thì nhất định xã hội an lành. Nhà nhà bỏ ác làm lành, người người bỏ ác làm lành thì xã hội an vui. Nhà ngủ không cần đóng cửa, xe chẳng cần khóa, công an và tuần tra, nhà tù không có người ở, tòa án sẽ không có việc làm, chỉ cần mọi người nỗ lực bỏ ác làm lành. Hạnh phúc gia đình muốn có thì trong gia đình phải bỏ ác làm lành. Những cách có người có là có người biết bỏ ác làm lành. Đó là hai đại thừa giới cần có để xây dựng cuộc sống an vui. Đại thừa giới thứ ba là nguyện độ tất cả chúng sanh. Lễ giải thoát tập đồ này là hình thức để độ thoát cho cả quốc gia. Người Phật tử phải đến từ bi mà độ cho mọi người, hãy đồ cho những người bất hiếu trở về làm hiếu thuận, đồ cho những người bất lương trở về thiện tâm, đồ cho những người tham dục hối lộ trở về cuộc sống chân nhạy. Tất cả mọi một con người hãy đồ bạc cho nhau. Chứ ông nên sống không thả thiên, hãy trở về đồ cho con, cho cháu, cho bà con dòng họ nội ngoại. Người Phật tử nói gương Đức Quảng Thế Âm đem phát gương nhìn cuộc đời, nói gương ngài về cả địa ngục thì không thể bất thành công. Về chưa lên thành tâm mình đã
thầy hay mặc cái tôn đức truyền cao tam thủ tình giới chân lương đi. Toàn thể các phật tử hãy quỳ đến trước tam bảo để chúc chân lương linh họ trì tam thủ tình giới. Thầy hay mặc chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng hay mặc tam kim sư truyền cao tam thủ tình giới chân lương linh. Như hương lên hãy thành tâm hướng đến tam bảo để họ thì tam tụ tình giới để nhất nhập được nghi giới duy nguyện. Chứ hương lên việt nam phật tử thân thân thể thể tài tài sử sử phát hòa đại vô đế tâm thể cho nhất thiện á. Để nhị ra nhiệt thiện pháp giới duy nguyện. Chưa lên miền nam phật tử thân thân thể thể tài tài sử sử pháp hòa đại vô đế tâm thể hành nhân nhân thiện thiện. Đề tâm mà như từ tình giới thế nguyện. Chương lên Việt Nam Phật tử thân thân thể thể tài tài sử sử phát hòa đại vô đế tâm thể đồ nhân thiện chúng sanh. Con dậy dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay vầng trăng nào thao thức đêm khô. Rồi tháng năm nhăn nhòa phai sâu vì thời gian xoay đã treo con. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rượu mát tim con. Từng tháng năm êm đềm lặng lẽ dáng mây gầy thầy chờ che chúng con. Mưa nắng hay phôi sông trời rơi những vết nhăn đã in hằn trên vầng trăng.
dập đầu tư A Di Đà Phật. Ngưỡng lại Thiện Thiện Thiếu Tôn Hòa Thượng Chứng Minh. Ngưỡng Phật Thiện Thiện Thiếu Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Già Nhị Bộ. Hôm nay ngày 2 tháng 2 năm Quý Tỵ là ngày đại lượng của tôn sư chúng con. Chúng con làm tâm tiếp lễ khai đàn giải thoát và tổ sai tăng cung dường tập thế tăng linh cô hồn. Giờ đây đầu đàn của chúng con đã được trang nghiêm như pháp. Chúng con tiếp tăng bái tịnh Chư Tôn Hòa Thượng Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Già Nhị Bộ hoan hỷ quan tâm vật kiện nghiêm luân và quốc tịnh quý ngài thanh long về đại giác trên đường nghiêm ương tưởng niệm và quốc tịnh quý ngài quan long về đại trai đường để cho chúng con cũng kiến thức nhân lễ cúng dường tay năng lên quý ngài hưởng nguyện quý ngài từ bi quốc tạ hoan hỷ. Nam mô Hoa Thị Lạc Bồ Tát Ma Ha. Tưởng niệm ngày quy tây cố thượng tòa Thích Viên Như, tòa chủ tỉnh Thân An Lạc và tùng viên tiến lập trai đàn giải hoan bản đồ trần tế âm linh cô hồn. Toàn thể chư thị nam tín nữ phật tử chắp tay thần kính chung đón hiện tiền chư tôn tiền đức tăng già chư vị ban tổ chức chúng tôi tôn kính cung thỉnh hiện tiền đại đức tăng già quan long đại hùng bảo điện như phật phật chú hiện đàn bà và đại lễ thành tựu như sở nguyện. Đương vi chứng minh chúng con phần kính bái tịnh hòa thượng hòa chủ chùa Bát Nhã đương vi chứng minh tòa đạo tràng ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Thế Giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên hiện tiền đại đức chúng tăng, cho phép toàn thể môn đồ pháp quyến của chúng con xin được dập đầu giữa chiếu cọ kính cẩn và cung đón
hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng già, thường trực trong ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa, thường trực trong ban trị sự tỉnh hội Phật giáo các tỉnh thành phụ cận. Cho phép chúng con xin được đảnh lễ cung đón hiện tiền chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni trú trì các tự viện tỉnh thất trong và ngoài tỉnh. Kính bạch quý ngài, thầy đi chùa vắng, mây sớm mưa chiều đâu thấy bóng. Chúng con hôm nay ở lại lòng đau, chuông khuya mở tối luống ngậm ngùi. Kính bạch quý ngài, hôm nay thầy chúng con đã đi vắng rồi, nhưng lời thầy mãi bên đời chúng con. Cố thượng tòa Thích Viên Như là bổn sư của tứ chúng hiện tại, đã thuận thế vô thường thị tịch vào ngày mùng 2 tháng 3 năm Tân Mão nhằm ngày mùng 4 tháng 4 năm 2011 để báo đức tâm văn giáo dưỡng của tôn sư trong môn một. Hôm nay chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng già đã hứa cả lời thỉnh cầu của tông môn pháp quý của chúng con trở về đây để gia tâm chú nguyện cho đại lễ đại tường của cố thượng tòa tọa chủ tỉnh thất An Lạc. Và tùng duyên chư tôn hòa thượng đã cho phép hàng môn đồ pháp quý chúng con, chư hương linh quá vạn, nương nhờ sự chú nguyện của chư tôn tình đức tăng già, chúng con tổ chức đại lễ trai đàn giải oan bạc đồ trần tế âm linh cô hồn, nhất tâm cầu nguyện song thân phụ mẫu được an lành. Và hiện tiền chư hương linh quá vạn, nương nhờ pháp lực và sự chú nguyện của chư tôn tịnh đức tăng già mà sớm siêu sanh về miền tịnh cảnh. Và giờ này đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh như pháp, mười phương chư Phật chứng minh, và hiện tiền đại đức chúng tăng thanh tịnh như pháp, xin phép quý ngài cho môn đồ pháp quý chúng con được dập đầu dưới chiếu cọ, kính cẩn dâng lên lời tác pháp cúng dường. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng lạy hiện tiền chúng trung tôn, cho phép hàn môn đồ đệ tử chùa An Lạc chúng con được đối trước quý ngài đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng lạy hiện tiền chư tôn hòa thượng chứng minh, ngưỡng bạch chư tôn thượng tòa đại đức tăng già nhị bồ. Ngược dòng thời gian 2 năm về trước, chúng con còn hạnh phúc được quay quần bên chân sư phụ tôn sư của chúng con. Thế nhưng vô thường chợt đến, thầy chúng con cũng thuận theo đó mà trị tịch, để lại chúng con những đàn con vơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 2 năm Quý Tỵ, trong nỗi niềm tôn kính tưởng niệm tôn sư, toàn thể môn đồ pháp quyến và hàng đệ tử Phật tử tại chùa An Lạc chúng con thành kính ngưỡng vọng về tôn sư, thiết lập